Xin kính chào quý phụ huynh. Thầy chào tất cả các em. Thầy rất vui khi được tiếp tục đồng hành cùng với các em trong tiết dạy học toán trên đài phát thanh và truyền hình Trà Vinh. Các em đã sẵn sàng cho tiết học của mình rồi đúng không nào? Bây giờ, trước khi bước vào bài học mới, thầy mời các em cùng khởi động. Thầy có câu hỏi như sau. Câu 1. Tính diện tích hình chữ nhật có chiều dài 6m và chiều rộng 3m. Các em cùng thực hiện yêu cầu này vào vở nhé. Các em đã có đáp án của mình rồi, đúng không nào? Bây giờ, thầy mời các em theo dõi bài làm của thầy nhé. Muốn tính diện tích hình chữ nhật, ta lấy số đo chiều dài nhân với số đo chiều rộng cùng đơn vị đo. Vậy thầy có cách làm như sau. Diện tích hình chữ nhật là thầy lấy số đo chiều dài là 6 nhân với số đo của chiều rộng là 3. Thầy được kết quả 6 nhân 3 bằng 18 đơn vị mét vuông. Đáp số 18 mét vuông. Câu 2 tính 7/9 trừ 5/9. Các em cùng thực hiện yêu cầu này vào vở nhé. Bây giờ, thầy mời các em theo dõi bài làm của thầy. 7/9 trừ 5/9. Đây là phép trừ hai phân số có cùng mẫu số. Vậy, khi trừ hai phân số có cùng mẫu số, ta lấy tử số của phân số thứ nhất là 7, trừ đi tử số của phân số thứ hai là 5, và giữ nguyên mẫu số là 9. 7 trừ 5 trên 9, thầy được kết quả 2/9. Câu 3, tính 5/6 trừ 3/5. Các em cùng thực hiện nhé. Bây giờ, thầy mời các em theo dõi bài làm của thầy. 5/6 trừ 3/5. Đây là phép trừ hai phân số khác mẫu số. Vậy, để thực hiện được phép trừ hai phân số khác mẫu số, ta quy đồng mẫu số rồi trừ hai phân số đó. Thầy thực hiện như sau. Phân số 5/6 sau khi quy đồng thì được phân số 25/30 trừ phân số 3/5 sau khi quy đồng thì được phân số 18/30. Thực hiện phép trừ hai phân số cùng mẫu số, ta lấy tử số của phân số thứ nhất trừ đi tử số của phân số thứ hai và giữ nguyên mẫu số 25 trừ 18 trên 30 thì được kết quả 7/30. Như vậy, thầy và các em vừa hoàn thành xong phần khởi động. Bạn nào có đáp án đúng với đáp án của thầy, thầy gửi lời khen nhé. Ở tiết học trước, các em đã được tìm hiểu về phép cộng phân số, phép trừ phân số. Vậy để thực hiện phép nhân hai phân số, ta làm như thế nào? Trong tiết học hôm nay, thầy mời các em cùng tìm hiểu nhé. Thầy mời các em mở sách giáo khoa toán 4, trang 132, 133, viết tựa bài vào vở, bài phép nhân phân số. Sau bài học, các em cần đạt mục tiêu sau: nhận biết được phép nhân hai phân số, biết thực hiện phép nhân hai phân số. Nội dung bài học gồm có hai hoạt động. Hoạt động 1, tìm hiểu về phép nhân phân số. Hoạt động 2, luyện tập. Bây giờ, thầy mời các em cùng đi vào hoạt động 1, tìm hiểu về phép nhân phân số. Thầy có ví dụ như sau. Tính diện tích hình chữ nhật có chiều dài là 4/5m và chiều rộng là 2/3m. Đọc kỹ đề bài, các em hãy cho thầy biết bài toán cho biết gì.
À, bài toán cho biết một hình chữ nhật có chiều dài là 4 phần 5 mét và chiều rộng là 2 phần 3 mét. Bài toán yêu cầu chúng ta làm gì? Bài toán yêu cầu chúng ta tính diện tích hình chữ nhật đó. Vậy muốn tính được diện tích hình chữ nhật, ta làm như thế nào? Ở lớp học trước thì các em đã được tìm hiểu về cách tính diện tích hình chữ nhật. Muốn tính diện tích hình chữ nhật, ta lấy chiều dài nhân với số đo chiều rộng cùng đơn vị đo. Vậy, để tính được diện tích hình chữ nhật trên, ta phải thực hiện phép nhân. Thầy lấy số đo chiều dài là 4 phần 5 nhân với số đo của chiều rộng là 2 phần 3. Các em có nhận xét gì về phép tính trên? À, đây là phép nhân hai phân số đó các em. Và để tìm được kết quả của phép nhân này, thầy dựa vào hình vẽ như sau. Thầy có một hình vuông có cạnh dài là 1 mét. Trên cạnh của hình vuông, thầy chia làm 5 phần bằng nhau. Sau đó lấy 4 phần ứng với chiều dài của hình chữ nhật là 4 phần 5. Ở cạnh bên của hình vuông, thầy chia làm 3 phần bằng nhau. Lấy 2 phần ứng với chiều rộng của hình chữ nhật. Quan sát hình vẽ, các em hãy cho thầy biết hình vuông được chia làm mấy ô bằng nhau. À, hình vuông được chia thành 15 ô đó các em. Gồm có 3 hàng, mỗi hàng có 5 ô, 5 x 3 bằng 15. Quan sát hình chữ nhật, phần thầy đã tô màu. Vậy các em cho thầy biết hình chữ nhật chiếm mấy ô? À, hình chữ nhật có tất cả là 8 ô. Gồm có 2 hàng, mỗi hàng là 4 ô, 4 x 2 bằng 8. Hình vuông có cạnh dài 1 mét nên diện tích của hình vuông ta lấy cạnh nhân với cạnh tức là 1 x 1 thì được kết quả là 1 mét vuông. Diện tích hình vuông là 1 mét vuông. Tiếp theo, hình vuông được chia làm 15 ô bằng nhau. Do đó, diện tích mỗi ô là 1 phần 15 mét vuông. Mà hình chữ nhật bao gồm 8 ô. Vậy diện tích hình chữ nhật là 8 phần 15 mét vuông đó các em. Quan sát hình vẽ các em thấy hình chữ nhật chiếm 8 phần 15 mét vuông. Vậy bằng phép tính gì chúng ta có thể tìm được diện tích hình chữ nhật? Thầy mời các em cùng theo dõi thầy hướng dẫn nhé. Thầy sẽ thực hiện phép tính như sau. Lấy 4 phần 5 nhân 2 phần 3. Thầy lấy tử số nhân với tử số. Thầy lấy 4 nhân với 2 và mẫu số nhân với mẫu số. 5 nhân 3 thì được kết quả 8 phần 15. Qua hoạt động 1, thầy có nội dung ghi nhớ như sau. Muốn nhân hai phân số, ta lấy tử số nhân với tử số, mẫu số nhân với mẫu số. Các em cùng nhắc lại ghi nhớ với thầy. Muốn nhân hai phân số, ta lấy tử số nhân với tử số, mẫu số nhân với mẫu số. Để giúp các em nắm vững hơn kiến thức của bài học ngày hôm nay, thầy mời các em cùng chuyển sang hoạt động 2. Luyện tập. Thầy có yêu cầu như sau. Bài 1 tính. Câu A 4 phần 5 nhân 6 phần 7. Câu B 2 phần 9 nhân 1 phần 2. Các em có nhận xét gì về phép tính trên? À, đây là phép nhân hai phân số đó các em. Vậy các em hãy vận dụng kiến thức thầy đã hướng dẫn ở hoạt động 1 cùng thực hiện yêu cầu này vào vở nhé.
Các em đã có đáp án của mình rồi, đúng không nào? Bây giờ, thầy mời các em nhìn lên màn hình, theo dõi bài làm của thầy nhé. Bốn phần năm nhân sáu phần bảy. Đây là phép nhân hai phân số. Vậy khi thực hiện phép nhân hai phân số, ta lấy tử số nhân với tử số và mẫu số nhân với mẫu số. Thầy thực hiện như sau: 4 nhân 6 trên 5 nhân 7, thầy được kết quả 24/35. Ở câu B, 2/9 nhân 1/2, thầy lấy tử số nhân với tử số, 2 nhân 1 và mẫu số nhân với mẫu số trên 9 nhân 2, thầy được kết quả 2/18. Phân số 2/18 là phân số chưa tối giản, cho nên thầy rút gọn như sau: cùng chia tử số và mẫu số cho 2, thầy được kết quả 1/9. Thầy và các em vừa hoàn thành xong bài tập 1. Bạn nào có đáp án đúng với đáp án của thầy, thầy gửi lời khen nhé. Bây giờ, thầy mời các em cùng chuyển sang bài tập 2. Bài tập 2, thầy có yêu cầu như sau: rút gọn rồi tính. Thầy có hai câu. A. 2/6 nhân 7/5. Câu B. 11/9 nhân 5/10. Ở bài tập 2, các em lưu ý có hai yêu cầu. Yêu cầu thứ nhất, ta rút gọn. Yêu cầu thứ hai, rồi ta thực hiện tính. Như vậy, để thực hiện được yêu cầu số 2, các em cần đưa các phân số này về phân số tối giản. Sau đó các em sẽ thực hiện tính nhân. Bây giờ, thầy mời các em cùng làm vào vở nhé. Các em đã hoàn thành xong bài tập của mình rồi, đúng không nào? Bây giờ, thầy mời các em theo dõi bài làm của thầy. 2/6 nhân 7/5. Các em thấy phân số 2/6 là phân số chưa tối giản. Cho nên thầy rút gọn như sau: cùng chia tử số và mẫu số cho 2, thầy được kết quả 1/3. Phân số 7/5 là phân số đã tối giản rồi, thầy giữ nguyên. Nhân 7/5. Thực hiện phép nhân hai phân số, thầy lấy tử số nhân với tử số, mẫu số nhân với mẫu số. 1 nhân 7 trên 3 nhân 5, thầy được kết quả 7/15. Câu B. 11/9 nhân 5/10. Phân số 11/9 là phân số đã tối giản rồi, cho nên thầy giữ nguyên. Phân số 5/10, thầy rút gọn như sau: cùng chia tử số và mẫu số cho 5, thầy được kết quả 1/2. Thực hiện phép nhân hai phân số, thầy lấy tử số nhân với tử số, mẫu số nhân với mẫu số. 11 nhân 1 trên 9 nhân 2, thầy được kết quả 11/18. Vậy, thầy và các em đã hoàn thành xong bài tập 2. Bạn nào có đáp án đúng với đáp án của thầy, thầy gửi lời khen. Thầy mời các em chuyển sang bài tập 3. Bài 3. Một hình chữ nhật có chiều dài 6/7 m, chiều rộng bằng 3/5 m. Tính diện tích hình chữ nhật đó. Các em cùng thực hiện yêu cầu này vào vở nhé.
Bây giờ thầy mời các em nhìn lên màn hình theo dõi bài làm của thầy. Muốn tính diện tích hình chữ nhật, ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng cùng đơn vị đo. Vậy thầy sẽ thực hiện bài giải như sau. Diện tích hình chữ nhật đó là, thầy lấy số đo chiều dài là 6/7 nhân với số đo chiều rộng là 3/5. Thầy được kết quả 18/35, đơn vị là mét vuông. Đáp số 18/35 mét vuông. Các em theo dõi bài làm của thầy, bạn nào có đáp án đúng, thầy gửi lời khen nhé. Để xem các em có nắm vững được kiến thức của bài học ngày hôm nay hay không, thầy mời các em cùng tham gia một trò chơi có tên gọi là Ai nhanh ai đúng. Các em lắng nghe thầy hướng dẫn về lực của trò chơi nhé. Các em có thời gian để 10 giây để suy nghĩ và chọn đáp án đúng nhất cho câu hỏi thầy đã đưa ra. Trong đó, thầy sẽ đưa ra 4 đáp án A, B, C, D. Bây giờ ta cùng tham gia trò chơi nhé. Thầy có câu hỏi 1. Tìm kết quả đúng cho phép nhân 1/3 nhân 4/5. Thầy có 4 đáp án. A, 5/8. B, 4/10. C, 4/15. D, 8/15. Các em có 10 giây để lựa chọn đáp án đúng. 10 giây bắt đầu. Đã hết thời gian, bây giờ thầy mời các em theo dõi đáp án của thầy có giống với đáp án của mình không nhé. Vậy kết quả của phép nhân 1/3 nhân 4/5 là 4/15 đó các em. Tiếp theo, thầy mời các em chuyển sang câu số 2. Hình vuông có cạnh dài 3/2 mét. Vậy diện tích hình vuông là? Thầy có 4 đáp án. A, 6/9 mét vuông. B, 9/4 mét vuông. C, 4/9 mét vuông. Và D, 6/4 mét vuông. Các em có 10 giây để suy nghĩ và chọn đáp án. 10 giây bắt đầu. Đã hết thời gian. Bây giờ thầy mời các em theo dõi đáp án của thầy nhé. Để tính diện tích hình vuông, thầy lấy cạnh nhân với chính nó, tức là cạnh nhân cạnh. Thầy lấy 3/2 nhân 3/2, thầy được kết quả 9/4 mét vuông. Vậy đáp án đúng là đáp án B, 9/4 mét vuông đó các em. Bây giờ thầy mời các em cùng chuyển sang câu tiếp theo. Câu 3. Hình chữ nhật có chiều dài 5/2 mét và chiều rộng 3/2 mét. Vậy diện tích hình chữ nhật là? Thầy có 4 đáp án. Câu A, 15/4 mét vuông. Câu B, 4/15 mét vuông. Câu C, 8/4 mét vuông. Câu D, 8/2 mét vuông. Các em có 10 giây để suy nghĩ và chọn đáp án đúng. 10 giây bắt đầu. Đã hết thời gian. Bây giờ thầy mời các em theo dõi đáp án của thầy nhé. Vậy đáp án đúng ở câu 3 là đáp án A, 15/4 mét vuông đó các em. Thầy và các em vừa hoàn thành xong trò chơi có tên gọi Ai nhanh ai đúng. Thầy tin chắc rằng sau trò chơi này sẽ giúp các em nắm vững hơn về kiến thức của bài học ngày hôm nay. Các em lưu ý, khi nhân hai phân số thì ta thực hiện như sau.
lấy tử số nhân với tử số, mẫu số nhân với mẫu số nha các em. Trò chơi vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung bài học của ngày hôm nay. Về nhà, các em chuẩn bị cho thầy một số bài tập như sau. Bài 1C, 1D, bài 2C, trang 133 và chuẩn bị bài luyện tập trang 133. Tiết học của chúng ta đến đây đã kết thúc rồi. Thầy chúc các em chăm ngoan, học giỏi. Thầy chào và hẹn gặp lại các em nhé.